Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Than Quảng Ninh và Nam Định đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ chủ nhà Than Quảng Ninh ra sân trong bộ trang phục màu xanh, sẽ chấn giữ khung thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Nhưng họ cũng là đội bóng sở hữu hàng phòng ngự kém chắc chắn nhất. Trên khán đài là huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Thì vị thế của Nam Định sẽ an toàn hơn so với những chặng đường mà họ đã trải qua đầy khó khăn ở những mùa giải trước. Trên hàng tấn công của các đội bóng tại V-League 2021. Đây có thể sẽ là quả tạt của Hoàng Xuân Tân. Đánh đâu! Chưa có bàn thắng dành cho đội áo vàng. Xuân Tân hết sức bình tĩnh. Hoàng Xuân Tân cơi không vào, không hề có lỗi việt vị. Áp lực dồn dập về khung thành của thủ môn Hoài Anh trong những phút thi đấu vừa qua. Hai cơ hội rõ rệt dành cho đội bóng áo vàng. Đây là huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng, người trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ Nam Định trong trận đấu ngày hôm nay. Ta sẽ cùng xem lại cú đánh đầu đầu tiên của Rodrigo. Đó là hai pha kiến tạo liên tiếp được thực hiện bởi Hoàng Xuân Tân. Cơ hội rõ rệt đầu tiên của trận đấu này. Pha đánh đầu là không quá mạnh, tương đối khó. Xuân Tân rất nguy hiểm. Quỹ đạo bay của trái bóng là tương đối khó chịu. Như vậy là những cơ hội nguy hiểm nhất cho tới thời điểm này đều thuộc về các cầu thủ Nam Định. Bóng đi gần với vị trí của thủ môn Hoài Anh, nhưng không dễ để có thể bắt dính bóng trong những tình huống như vậy. Cơi không vào. Lại thêm một tình huống bỏ lỡ nữa của các cầu thủ áo vàng. Cú sút vừa rồi có lẽ là của Đình Sơn. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Vừa rồi là 3 cơ hội liên tiếp dành cho câu lạc bộ Nam Định. Còn dù vậy thì vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Vẫn là quả tạt đánh đầu. Không có ai theo kèm cả. Hải Huy lại đánh đầu đi chệch cột dọc. Đáng tiếc cho pha tấn công vừa rồi của Than Quảng Ninh. Một tình huống chuyển trạng thái nhanh. Sau khi tình huống đầu tiên, Nguyên Sa không thể có được cú sút. Thì tiếp tục là một quả tạt của Nghiêm Xuân Tú. Và đây là cơ hội dành cho Hải Huy. Thì trong những chuyến thi đấu rời xa khỏi sân vận Thiên Trường. Văn Khoa! Không có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Một pha xâm nhập bất ngờ của Dương Văn Khoa. Đó là cơ hội đầu tiên của Than Quảng Ninh ở trận đấu này. Đường kiến tạo là của Hải Huy. Vượt qua được Lâm Anh Quang. Cú ra chân khá nhanh của Dương Văn Khoa. Đây là một tình huống mà trung vệ của câu lạc bộ Nam Định đã phán đoán sai. Hải Huy, Diego Pereira, hai ngoại binh của Than Quảng Ninh ở phía trên. Edison, vẫn là Edison. Không vào. Cú sút bằng chân phải không đủ lực. Sau khi vượt qua hai cầu thủ áo vàng, Edison đã cố gắng để tung ra cú sút về phía khung thành của Đinh Xuân Việt. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Cú chơi bóng của Nghiêm Xuân Tú. Đánh đâu! Bóng đến đúng với vị trí của Diogo Pereira. Nhưng cú đánh đầu là khá tồi. Một tiếng dàn xếp đá phạt tương đối hay của Than Quảng Ninh. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú chơi bóng của Nghiêm Xuân Tú loại bỏ tầm cản phá của Lâm Anh Quang. Nhưng ở phía sau thì Diogo Pereira lại không hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Hai mươi phút thi đấu của hiệp hai trôi qua. Đánh đâu, rất nguy hiểm.
nhưng đã có tiếng còi cất lên. Lỗi của Gustavo. Cho dù trái bóng đã được đưa vào lưới của câu lạc bộ Nam Định. Một tình huống dàn xếp đá phạt góc khá tốt của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Như vậy vẫn là chưa đủ. Ta vừa được xem lại pha bóng vào của Gustavo. Những tình huống tạt bóng của Nghiêm Xuân Tú luôn có độ xoáy và tạo cơ hội tốt cho những đồng đội của mình trong những đường không chiến. Không được. Sẽ là tình huống phản công dành cho đội bóng áo vàng. Đình Sơn tương đối nhịp nhàng. Rodrigo sẽ là quả tạt của Hoàng Xuân Tân. Goal! Tỷ số là 1-0 dành cho câu lạc bộ Nam Định. Đó là một quả bóng thể hiện sự bình tĩnh của Vũ Thế Phương khi kiến tạo cho Su Quân An lập công. Tỷ số là 1-0. Đội khách đã có thể vươn lên. Một lần nữa thì Nam Định đang cho thấy là họ đang có một mùa giải tốt như thế nào so với chính mình. Vũ Thế Vương cực kỳ bình tĩnh, có khoảng trống, cự ly để có thể tự mình dứt điểm. Nhưng anh lựa chọn cho mình một giải pháp vô cùng đồng đội để giúp cho Su Quân An có pha lập công thứ 7 mùa này. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú chơi bóng của Hoàng Xuân Tân. Đây là Vũ Thế Vương. Sự thay đổi người của ban luyện câu lạc bộ Nam Định đã phát huy tác dụng. Một pha bóng hết sức đồng đội của Vũ Thế Vương. Tỷ số là 1-0 và cuối cùng thì trên sân Cẩm Phả cũng đã có bàn thắng đầu tiên. Một lần nữa hãy cùng xem lại bàn thắng của câu lạc bộ Nam Định. Hết sức hợp lý. Bàn thắng thứ 21 của câu lạc bộ Nam Định mùa này. Pha lập công thứ 7 của Su Quân An. Và cho tới thời điểm hiện tại họ vẫn đang là đội bóng có hàng công tốt nhất của giải đấu. Bàn thắng vừa rồi sẽ giúp cho những phút còn lại của trận đấu ngày hôm nay trở nên hấp dẫn hơn. Niềm vui đang dành cho các cổ động viên của đội khách. Sáu phút dành cho những nỗ lực của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Họ vẫn đang bị đối phương dẫn trước một bàn và 6 phút để câu lạc bộ Nam Định quyết tâm bảo vệ thành quả. Su Quân An tốc độ. Đây là ngày thi đấu mà Su Quân An đã có pha lập công thứ 7 của mùa giải năm nay. Quân An. Vẫn có thời gian được bù cho quãng thời gian mà Đinh Xuân Việt nằm sân và sự thay đổi người với sự xuất hiện của Văn Thế Hưng. Đây là phút đá bù giờ thứ 7. Các cầu thủ Than Quảng Ninh đã bắt đầu trở nên nóng tính. Họ cho rằng cầu thủ của Nam Định đang câu giờ. Cầu thủ Nam Định đang làm tất cả để có thể bảo vệ được thành quả của họ. Hai vòng đấu liên tiếp đều là những phút đá bù giờ căng thẳng. Thời gian đá bù giờ đều bị kéo dài. Phút đá bù giờ thứ 8. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Cú đá của Hải Huy. Và tiếng còi kết thúc trận đấu trên sân vận động Cẩm Phả đã vang lên với thắng lợi thứ 6 của câu lạc bộ Nam Định trong mùa giải 2021. Kết quả này giúp cho họ có tổng cộng 18 điểm. Pha lập công của Su Quân An giúp cho các cầu thủ Nam Định tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đây là thắng lợi thứ 2 liên tiếp của họ. Thắng lợi thứ 2 trên sân khách mùa này. Thắng lợi thứ 6 sau 11 vòng đấu. Một kết quả giúp cho các cổ động viên của Nam Định có được niềm vui.